Hello. Hi. What's your name? My name's Parker. Okay. How old are you? I'm 8. How are you? I'm 4. Okay, hold up. What is it? Teacher. Say it's. It's. Okay. What is it? Xin chào quý phụ huynh. Đầu tiên, xin chúc mừng các học viên đã hoàn thành cuốn sách Everybody Upstarter. Khóa vừa rồi, các con đa phần lần đầu tiếp xúc với tiếng Anh, chuẩn theo phương pháp vừa học vừa chơi, không gây nhàm chán hoặc là áp lực quá nhiều. Chương trình học khóa vừa rồi bao gồm học những từ vựng và mẫu câu đơn giản, làm quen với bảng chữ cái và cách phát âm từng chữ một. Cách nhận biết và phát âm phần cực kỳ căn bản trong tiếng Anh đó chính là âm cuối, final sounds. Học với những khẩu lệnh cơ bản trong lớp học. Điều quan trọng hơn cả là các bé sẽ tự tin hơn khi gặp người nước ngoài. Khóa học tiếp theo đây, các bé sẽ được học cuốn Everybody Up 1 trong vòng 14 tuần. Các bé sẽ được học thêm từ vựng phức tạp hơn với 8 chủ đề khác nhau. Phản xạ nhanh với những câu hỏi ngắn. Tiếp tục tập trung vào xây dựng cách phát âm bao gồm nguyên âm và phụ âm. Giáo trình Everybody Up của Đại học Oxford bao quát hơn chương trình học trên lớp của Bộ Giáo dục. Hình ảnh thực tiễn và phong phú sẽ giúp con yêu thích ngôn ngữ, tạo hứng thú một cách tự nhiên. Phụ huynh vui lòng liên hệ phòng tư vấn để được tư vấn giáo trình. Ngoài ra, sau mỗi bài học, Kingdom đều sẽ thiết kế các tựa game bám sát theo từng bài học để học sinh luyện tập thêm tại nhà. Phụ huynh vui lòng cập nhật để cùng con học và chơi, giảm tải bớt áp lực học hành. Xin chúc mừng và chúc các con học tốt.